Và như vậy là tiếng còi để bắt đầu trận đấu của trọng tài Ngô Duy Lân cho cuộc đối đầu tâm điểm của vòng 11 giải vô địch quốc gia Đại Cúp 2023-2024 đã chính thức vang lên. Quang Hải. Sự ghép rất rõ nét được tạo ra đến từ đội chủ nhà. Hoàng Văn Toàn. Quả lật bóng vào. Tuyến hai bóng. Người đã ghi bàn là Hồ Tấn Tài. Cực kỳ lạnh lùng. Nhưng Đồng Hà Thanh Hóa cũng không còn cách nào khác bởi họ buộc phải đề cao đội hình thôi. Lại là một cơ hội, lần này là Quang Hải. Quang Hải! Khi Đồng Hà Thanh Hóa buộc phải đề cao đội hình thì cũng đồng nghĩa rằng họ đang chơi sao. Hai hành lang biên với rất nhiều những khoảng trống để lộ ra. Và những ngôi sao của Công an Hà Nội chỉ làm những việc vốn họ đã rất quen thuộc. Những quả tạt ngày hôm nay cũng là rất tệ đến từ cao thủ áo đỏ Thái Sơn. Dứt điểm! Liệu đây có phải là một bàn thắng để bắt đầu trong một cuộc lật đổ dành cho Đồng Á Thanh Hóa hay không? Văn Thắng đã có một nhịp công chế để loại bỏ Bùi Hoàng Việt Anh. Và đó vẫn đang là một tư thế mà Văn Thắng phải quay lưng với khung thành của đối thủ. Quá đẳng cấp. Rất khỏe. Làm gì? Penalty! Một cái đẩy sau của Luis Antonio. Và quyết định của trọng tài Ngô Duy Lân là phạt đền. Văn Thắng! 3-1. Di Mario bật lên, Quốc Phương rất nguy hiểm, nhưng không thì trọng tài biên đã căng cờ báo hiệu việt vị. Và đúng lúc này thì tiếng còi để khép lại trận đấu giữa Công an Hà Nội và Đồng Á Thanh Hóa đã chính thức vang lên. Kết quả cuối cùng, Công an Hà Nội tiếp tục bay cao dưới triều đại của huấn luyện viên Kia Tiên Sắc với chiến thắng 3-1 trước đội bóng xếp thứ hai ở trước lượt trận này. Chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp lại nhau trong những diễn biến khác. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.